phát hiện vợ đi nhuộm tóc, chồng lấy kéo cắt phăng dẫn tới thương tích. Con trai sinh năm 2008 ở Lâm Đồng sát hại cha rồi đốt phi tang. Vụ nhiều học sinh nhập viện sau bữa trưa ở Thanh Hóa, Phương và nhà trường báo cáo số liệu không đúng. Vụ 12.000 gốc bí của người dân bị chặt phá, mời một số người lên làm việc. Thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất hơn 300 triệu đồng. Xin chào quý vị và các bạn. Mới đây, nhiều cư dân mạng đã dồn sự chú ý tới bài đăng của một người phụ nữ trẻ về việc bị chồng cắt tóc dẫn tới thương tích. Khi phát hiện vợ nhuộm tóc màu nâu, người chồng tại Đắk Lắk đã buộc vợ phải đi nhuộm lại màu đen. Người vợ không đồng ý, liền bị chồng lấy kéo cắt tóc và gây thương tích ở đầu. Sáng ngày 25 tháng 12, công an xã Hòa Đông, huyện Cồng Park, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã tiếp nhận thông tin một người phụ nữ trên địa bàn phản ánh việc bị chồng dùng kéo cắt tóc và gây thương tích. Theo phản ánh của chị Hạnh, 32 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi. Chiều ngày 24 tháng 12, chị đi làm tóc và nhuộm tóc màu nâu cho trẻ trung. Khoảng 19 giờ tối cùng ngày, chị Hạnh về nhà thì chồng yêu cầu phải đi nhuộm lại tóc màu đen, nhưng chị không đồng ý. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Người chồng dùng kéo cắt phăng một phần mái tóc của vợ. Quá trình giằng co, cây kéo đã khiến đầu chị Hạnh bị thương. Bức xúc sau sự cố với mái tóc, chị Hạnh đã chụp ảnh bản thân với vết thương trên đầu đăng lên mạng xã hội kèm theo nội dung có ai như em không mấy năm đi làm tóc một lần mà về bị chồng cho ăn kéo bản chất con người không bao giờ thay đổi được đúng là thông minh xinh đẹp không bằng may mắn bài đăng của chị hạnh nhận rất nhiều quan tâm tương tác nhiều người lên án trước hành động không đáng mặt đàn ông của người chồng chị hạnh tâm sự tôi rất bức xúc trước hành động của chồng tôi đã băng bó vùng đầu và về nhà mẹ đẻ ở tạm trước đây quá trình sống chung vợ chồng tôi cũng có mâu thuẫn mỗi lần nóng giận anh thường động tay động chân với tôi Tôi từng dự định ly hôn, khi trao đổi thì chồng xin lỗi, nói sẽ làm lại từ đầu. Nhưng tính cách hung hãn của anh vẫn không thay đổi. Lần này tôi quyết định sẽ ly hôn vì không thể sống chung như vậy nữa. Nhưng tôi vẫn lo bị trả thù nên mong cơ quan chức năng có giải pháp giúp tôi. Cũng theo chị Hạnh, vợ chồng chị kết hôn từ năm 2016 và có với nhau hai người con. Chồng chị trước đây làm tài xế, hiện làm nghề tự do. Thưa quý vị, Thời gian gần đây, xảy ra không ít những vụ án mạng đau lòng mà hung thủ và nạn nhân lại chính là những người thân trong gia đình với nhau. Khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng với vụ con trai sinh năm 2009, đầu độc cha và bà nội ở Tiền Giang cách đây một tháng, thì vừa mới đây lại xảy ra vụ việc sát hại người thân ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sau trận cãi vã, con trai sinh năm 2008 đã sát hại cha ruột rồi đốt phi tang, sau đó ra cơ quan công an đầu thú. Ngày 25 tháng 12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đình Thi, sinh năm 2008, ngụ tại thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi sát hại người. Trước đó, theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 22 tháng 12, Nguyễn Đình Thi và cha là Nguyễn Mạnh Tâm, năm 3 tuổi, có xảy ra cãi vã. Sau đó, Thi dùng hung khí sát hại cha mình, rồi đốt phi tang. Không dừng lại ở đó, Thi đã dùng băng keo quấn cha ruột lại, rồi gác lên la phong phía sau mái nhà tắm phi tang. Theo những người hàng xóm, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 22 tháng 12, bà con thấy khói và có mùi khét bốc lên từ nhà nạn nhân. Nhưng mọi người đều nghĩ nhà ông Tâm đốt rác nên không ai để ý. Đến khuya ngày 24 tháng 12, khi bà nội hỏi Thi trai đầu, thì Thi mới tự thú với bà là đã ra tay sát hại cha mình, rồi lên công an đầu thú. Được biết, vợ chồng ông Tâm đã ly hôn nhiều năm nay. Hiện tại, ông Tâm sống cùng Thi và bên cạnh là nhà mẹ ruột ông đã già yếu. Nguyễn Đình Thi, đang là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân để điều tra làm rõ vụ án mạng. Tình trạng người thân sát hại nhau không còn là điều cá biệt, phản ánh điều bất thường trong xã hội, nhưng những vụ việc vừa qua đã thể hiện vấn nạn trẻ hóa tội phạm. Các vụ án mạng đau lòng này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự băng hoại đạo đức, đạo nghĩa gia đình lối sống và văn hóa ứng xử giữa con người với nhau, khiến dư luận bất an, lo lắng về sự vô cảm trong xã hội hiện nay. Liên quan đến vụ việc, nhiều học sinh ở trường tiểu học Điện Biên 1 bị đau bụng phải nhập viện ở Thanh Hóa. Theo số liệu cập nhật từ hai bệnh viện cho thấy, số học sinh phải nhập viện cao hơn nhiều so với báo cáo của nhà trường và phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa với cơ quan chức năng. Cụ thể, theo phụ huynh LTT, có con đang học lớp 1, trường tiểu học Điện Biên 1, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa cho biết, Ngày 22 tháng 12, con tôi nhập viện ở bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa. Tại thời điểm này, số học sinh cùng trường nhập viện cùng phòng với con tôi đã là 7 bạn, trong khi đó, chưa kể số học sinh nhập viện trong đêm ngày 21 tháng 12 năm 2023 ở các phòng khác trong bệnh viện. Thế nhưng, đến ngày 23 tháng 12, nhà trường ngành chức năng vẫn khẳng định chỉ có 9 học sinh bị đau bụng đi ngoài, sốt phải nhập viện ở hai bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa có 5 bệnh nhân và bệnh viện Nhi Thanh Hóa có 4 bệnh nhân vào tối ngày 21 tháng 12. Tiếp đó, ngày 23 tháng 12, phía nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí có nội dung các bệnh nhân đã ổn định, xuất viện, chỉ còn một học sinh và một giáo viên đang điều trị. Tuy nhiên, đến sáng ngày 25 tháng 12, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa, con tôi và một số học sinh khác vẫn đang điều trị tại đây. Riêng tình trạng con của tôi hiện vẫn đang bị sốt. Phụ huynh LTT khẩn thiết nói, liên quan đến sức khỏe của học sinh, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc Xác minh rõ số lượng học sinh bị đau bụng, đi ngoài, sốt sau bữa ăn trưa tại trường điện bên 1, kể cả học sinh điều trị nội trú và học sinh nghỉ học điều trị tại nhà, làm rõ những nghi vấn về việc có dấu hiệu không trung thực trong việc báo cáo số liệu học sinh bị đi ngoài, đau bụng, sốt để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Sáng ngày 25 tháng 12, nhiều phụ huynh có con bị đau bụng, đi ngoài, sốt đã cho con đến trường học nhưng xin không ăn bán chú tại trường. Sáng ngày 25 tháng 12, bác sĩ Lê Tiến Toàn Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa cho biết, từ tối ngày 21 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa thành phố tiếp nhận 12 ca là học sinh của trường điện biên 1. Các cháu nhập viện với trần đoán, nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn không xác định. Còn bác sĩ Trịnh Văn Long, Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, từ chiều tối ngày 21 tháng 12 đến hết ngày 23 tháng 12, Bệnh viện tiếp nhận 6 ca bệnh là học sinh của trường tiểu học điện biên 1 với các biểu hiện đau bụng, đi ngoài, sốt. Như vậy, theo số liệu hai bệnh viện cung cấp, thì số học sinh nhập viện điều trị nội trú là 18 ca. Trong khi đó, chưa tính số học sinh khám, điều trị ở các cơ sở y tế khác và tự điều trị ở nhà. Vậy, lý do nào dẫn tới việc tranh lệch số liệu giữa bệnh viện, trường học và cơ quan chức năng? Và nguyên nhân cụ thể khiến hàng loạt học sinh ngộ độc là gì? Chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ngay khi có thông tin mới nhất. Cách đây vài ngày, cư dân mạng không khỏi bức xúc trước việc hơn 12.000 gốc bí gần đến ngày thu hoạch của người dân ở Nghệ An bị kẻ xấu chặt phá trong đêm. Khi ra kiểm tra, người nông dân ở huyện Đô Lương bàng hoàng khi nhìn thấy hơn một hecta bí mà mình cất công chăm bón đã bị kẻ gian phá hoại, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Cơ quan chức năng đang giáo riết vào cuộc để làm rõ sự việc. Sáng ngày 25 tháng 12, ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã mời một số người lên làm việc liên quan đến vụ phá hoại hơn một hecta bí của hộ dân trên địa bàn. Ông Kỳ thông tin thêm, sau khi kiểm tra hiện trường, tìm hiểu, giả soát thông tin về những gia đình xung quanh bị hại, những người có thể liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã mời một số người lên làm việc. Sự việc xảy ra vào tối ngày 19 tháng 12, đến sáng ngày 20 tháng 12, chủ vườn là ông Võ Văn Dương, sinh năm 1982, và ông Đinh Văn Huynh, sinh năm 1974, mới phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm đếm, có một hecta bí khoảng hơn 12.000 gốc bị chặt quả nhổ gốc. Được biết, ông Dương và ông Huynh cùng thầu gần 4 hecta ở bãi ven sông để canh tác, trồng bí phát triển kinh tế. Cây bí đã được trồng hơn 2 tháng, khoảng 20 ngày nữa sẽ cho thu hoạch. Hiện, sự việc đang được Công an huyện Đô Lương làm rõ. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời quý vị theo dõi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra xác định, ông Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Công an huyện Mộc Châu Sơn La vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Tráng Bạ Trống, sinh năm 1955, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ngày 25 tháng 12, Tráng Bạ Trống bị bắt quả tang đang vận chuyển gần 12.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 1,1 kg ở tại khu vực bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La ngoài ma túy, đối tượng này còn mang theo một khẩu súng cabin với một hộp tiếp đạn bên trong có hai viên đạn trong đó một viên đã lên nòng. Tại cơ quan công an, đối tượng chàng bá chống khai nhận đã mua số ma túy từ bên kia biên giới khi đang đi theo đường tiểu ngạch vượt rừng để mang về bản tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Ngày 25 tháng 12, công an quận Thanh Khê Đà Nẵng cho biết đã bắt Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1983, chú quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Sơn là đối tượng bị công an quận Thanh Khê truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Sơn hiện đang ở xã Đắc Gia Răng, huyện Mang Giang, Gia Lai cùng với người yêu và con gái. Trong thời gian lần trốn, Sơn đã mang vỏ bọc mới, cải dạng thành nông dân, làm thuê ở các khu dãy trồng cà phê và các loại cây công nghiệp khác và thường ở luôn trên nương để tránh sự theo dõi của các cơ quan chức năng. Sơn gửi con tại làng Etu và thỉnh thoảng Sơn đến đón. Quá trình mật phục theo dõi đối tượng Sơn đến khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 12, khi Sơn đang ngủ tại khu nhà dãy trồng chanh dây thì các trinh sát ập vào bắt giữ đối tượng. Sáng ngày 25 tháng 12, lãnh đạo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến sáng ngày 25 tháng 12 vẫn chưa tìm được ba thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Trà Vinh. Trước đó, tàu cá BL 91719TS do anh Trần Văn Nhiều, 33 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu làm thuyền trưởng, xuất bến từ cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu vào sáng ngày 25 tháng 10 trên tàu, ngoài anh Nhiều còn có 8 thuyền viên. Đến 16 giờ 30 ngày 23 tháng 12, khi tàu cá đang hoạt động tại khu vực cách cửa biển Cung Hầu Trà Vinh khoảng 14 hải lý về phía đông nam thì bị sóng đánh chìm. Hiện tại, có 6 thuyền viên được tàu cá tỉnh Trà Vinh cứu vớt vào chiều ngày 24 tháng 12, còn 3 thuyền viên vẫn mất tích, gồm LVN, 21 tuổi, PTB, 39 tuổi, LVD, 18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu để bảo vệ thành quả sau một năm vun trồng, chăm sóc bưởi diễn, hầu hết chủ vườn bưởi đều làm hàng giao sắt, lắp hệ thống camera, đồng thời nuôi chó quanh vườn để canh bưởi vào mỗi dịp cuối năm. Anh Nguyễn Gia Dũng, chủ một vườn bưởi tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, bắt đầu quả bưởi ngà vàng, tôi quay hàng giao sắt xung quanh, lắp thêm camera ở những góc khuất, đồng thời nuôi thả chó trong vườn để bảo vệ thành quả lao động trong một năm. Được biết, vườn bưởi của gia đình nhà anh Dũng có tuổi đời 30 năm. Anh Dũng cho biết thêm, hơn 8 mẫu trồng bưởi diễn với 2.000 cây bưởi. Mỗi năm gia đình tôi thu hoạch khoảng 150 triệu đồng tiền bán bưởi để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Đến hẹn lại lên, mỗi dịp năm mới cận kề, điều mà nhiều người lao động quan tâm nhất không gì khác, đó là mức lương thưởng Tết. Ngày 25 tháng 12 là hạn cuối các sở lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhiều địa phương đã công bố lương thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn trong đó dự kiến mức thưởng Tết cao nhất lên đến 300 triệu đồng. Đến ngày 25 tháng 12, mới chỉ có một số sở lao động thương binh và xã hội địa phương gửi báo cáo lương thưởng Tết về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, Hưng Yên là tỉnh đang tạm thời ghi nhận có mức thưởng Tết cho lao động cao nhất với 300 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh này cho biết, doanh nghiệp có mức thưởng Tết nguyên đán cao nêu trên là công ty cổ phần tập đoàn Merap, địa chỉ ở thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Cùng đó, một số công ty trong khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh cũng có mức thưởng Tết Nguyên đán cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ochai Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Wasenberg Medical Việt Nam đều có mức thưởng 50 triệu đồng một lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh đô miền Bắc tại thị trấn Bần Niên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên công bố dự kiến thưởng Tết Dương Lịch với mức thưởng cao nhất là 192 triệu đồng, mức thấp nhất là 100.000 đồng. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, dịp Tết Dương Lịch năm 2024, Mức thưởng Tết cao nhất dịp này là 80 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, thấp nhất 100.000 đồng một người tại doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Nhóm doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn, thưởng Tết dương bình quân 1,5 triệu đồng một người, cao nhất 3 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Doanh nghiệp có vốn góp nhà nước, thưởng bình quân 2,2 triệu đồng một người, cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Tết Nguyên đán giáp thìn năm 2024. Các doanh nghiệp tại Thái Nguyên thưởng Tết bình quân 7,6 triệu đồng một người. Mức thưởng cao nhất 130 triệu đồng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 100.000 đồng. Tổng hợp số liệu từ 266 doanh nghiệp, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, tiền lương thực trả năm 2023 cao nhất là 217 triệu đồng một tháng, thấp nhất là 3,64 triệu đồng một tháng. Dự kiến, mức thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2024 cao nhất là 80 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cao nhất là 217 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, mức lương cao nhất là 131 triệu đồng một người một tháng, thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn Tobat Ecolodet kinh doanh nghỉ dưỡng, mức lương 80 triệu đồng một tháng thuộc về người lao động của công ty cổ phần Fortfor Việt Nam. Doanh nghiệp cổ phần góp vốn chi phối của nhà nước. Về thưởng Tết dương lịch, mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng thuộc về công ty cổ phần thủy điện Leader Nam Tiến. Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cao nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 100 triệu đồng. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn Phốt Pho Vàng Việt Nam, khu công nghiệp Tăng Lỏng, huyện Bảo Thắng. Hơn một tuần qua, nhiệt độ tại các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An xuống rất thấp. Có nhiều thời điểm, nhiệt độ xuống thấp từ 3 đến 4 độ C. Trước tình hình thời tiết giá lạnh, người dân đã đốt củi ngày đêm để sưởi ấm cho châu bò, gia súc, tránh thiệt hại. Ngày 25 tháng 12, lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An cho biết, những ngày qua, huyện này đã có công văn chỉ đạo xuống các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn về việc chủ động ứng phó rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Theo đó, những ngày qua, nhiệt độ trên địa bàn huyện Quế Phong xuống rất thấp, có nhiều thời điểm nhiệt độ xuống thấp từ 3 đến 4 độ C. Trước tình hình thời tiết giá lạnh, huyện Quế Phong chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm cho gia súc gia cầm. Đặc biệt, người dân cần chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét cho vật nuôi trong những ngày giá lạnh. Được sự hướng dẫn của các đơn vị chức năng, người dân các xã trên địa bàn huyện Quế Phong đã khẩn trương sửa sang, che chắn lại chuồng trại nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, những ngày qua, người dân đã chủ động đốt củi xuyên ngày đêm, sưởi ấm cho châu bò, gia súc. Nhiều hộ còn dùng bạt, chăn cũ để phủ ấm cho châu bò. Lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Quế Phong chia sẻ, việc che chắn, sưởi ấm cho châu bò, gia súc rất quan trọng trong những ngày giá rét nếu người dân không sưởi ấm cho châu bò thì khi nhiệt độ xuống thấp châu bò có thể bị chết rét khi đó thiệt hại sẽ rất lớn cho người dân. Được biết, huyện Quế Phong hiện có hơn 71.000 gia súc gia cầm trong đó có hơn 18,4 nghìn con trâu, 20.000 con bò, hơn 28.000 con lợn, hơn 4,5 nghìn con dê. Những ngày qua tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương nhiệt độ xuống rất thấp. rút kinh nghiệm những đợt rét trước người dân trên địa bàn đã chủ động mua thêm bạt che chắn chuồng trại dự trữ thức ăn và đốt củi sưởi ấm cho châu bò, tránh thiệt hại bởi giá rét. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.